say men tình để quên đi mất bóng hình. Sao đơn đã cho mình bao đêm không trong lặng thinh, giờ em như cơn gió ngàn còn anh như đeo thoát tan. Vội lớn qua nhau để bây giờ tình ngập rồi tan, dã như chưa bắt đầu, chưa từng quen biết nhau. Tim sẽ không phải đậm, vết thương sẽ không rơi máu. Đây là những cái cục đẩy X4150 vừa mới về anh em nhé. Chính xác là vừa mới về. Ngày hôm nay là ngày đây em cho anh em xem ngày luôn. Đấy, hôm nay là ngày 15 anh em nhé, 15 tháng 6. Đấy, vừa mới về xong anh em. Số lượng không có nhiều, vài chục chiếc thôi. X4150 là một trong những cái dòng đẩy 4 kênh mà công suất của nó rất là cao anh em nhé, và cực kỳ nhỏ gọn, chỉ đâu đó 10 kg thôi, nhưng mà 4 kênh x 1500W anh em nhé, 4 kênh x 1500W. Dòng này thì xin lỗi anh em, dòng này thì em đã phải nói là đi demo rất là nhiều rồi đó. Nó công suất là công suất chuẩn anh em nhé, 1500W, mạch class D và nguồn PFC, có thể sử dụng điện áp từ 100V cho đến 260V anh em nhé. Đó, đây thiết kế mặt đây rất là đẹp anh em nhé. Sắp tới là sẽ có 2 kênh 2200W phiên bản mới anh em nhé, X4150. Đó, rất đẹp anh em nhé, mặt rất đẹp. Dòng này thì em cũng đi demo tại Blade Show rồi anh em nhé, demo đánh full, đánh live array anh em nhé. Đấy, đây là mặt sau của nó đây. Đấy, đây là chạy điện đây, từ 100V cho đến 240V anh em nhé, 50 đến 60 Hz. Đó, input output này, đầu ra loa này, đầu ra loa CD này. Đấy, các cổng đầu vào ABCD và độ nhạy luôn anh em nhé, có cả độ nhạy luôn, các chế độ đánh như stealth, panel và bridge. Dòng này thì em đã lên rất là nhiều video và cũng đã đánh thử nghiệm rất là nhiều và cũng đi demo khá là nhiều. Cái độ ổn định của nó rất là cao anh em nhé. Đây là cái dây của nó đây. Đấy, ngày nay, hôm nay thì bên em bóc hộp hàng về thì bóc ra test anh em nhé. Đấy, khi nào anh em nào có nhu cầu thì bên em đóng hàng và chuyển thôi. Đó, rất là đẹp anh em nhé, cực kỳ đẹp. Những mã này thì luôn luôn rất là hot và giá cũng rất là hợp lý. Nếu mà cùng cái công suất như này và cùng công nghệ mạch và cùng như này thì nhiều nơi người ta bán trên 30 triệu anh em nhé, trên 30 triệu. Nhưng mà ở đây thì bên em bán giá cực kỳ tốt anh em nhé, cực kỳ tốt cho anh em, 14.500.000 đồng. Đó, bảo hành 12 tháng, lỗi đổi mới trong 1 tháng đầu tiên nếu mà lỗi của nhà sản xuất, còn sau đó nếu mà ngoài hết hạn bảo hành, ví dụ như là hết 12 tháng bảo hành mà lỗi thì sửa, chi phí cũng không quá cao anh em nhé, chi phí tầm khoảng độ 600.000. đó, nếu mà lỗi cao và nó những lỗi bình thường tầm 300-500, bình thường thì cái chi phí của nó phải nói là bên em có kỹ thuật, đơn ra là cái tỷ lệ không sửa được, hầu như là bằng không luôn anh em nhé, hầu như là sửa được hết. Còn bo mạch của nó thì bên em đã có rất là nhiều video giới thiệu rồi. Đó, dòng này thì cực kỳ chất, 14.500 một chiếc anh em nhé, bảo hành cho anh em 12 tháng, hết bảo hành thì hỗ trợ sửa không quá 600.000. Đó, còn tùy từng độ lỗi, ví dụ như anh em để nước nó vào nó cháy hết thì cái đấy thì em cũng không nói trước, nhưng mà lỗi bình thường là chỉ tầm 500-600.000 thôi, không cao anh em nhé. Nếu mà so với con đẩy trị giá 14-15 triệu như này, và trên thị trường người ta bán những dòng như này thì nó rơi tầm khoảng độ là 20-30 triệu anh em nhé, cũng một dòng như này. Và dòng này của bên em thì khá là chất lượng, đi trình diễn Blade Show thì đánh rất nhiều show, chỉ sử dụng một dòng này thôi anh em nhé, và hai kênh đánh súp. Dòng này thì tiền thân của nó là D4150 anh em nhé, D4150
Bây giờ thì nó thay đổi một số thứ, thay một chút nội thất và thay mặt. Đó, thì mã là X4150. Dòng này thì sắp tới là cũng sẽ có hai kênh anh em nhé. Trước là D4150 và D2.2. Thì bây giờ thì nó được nâng cấp, thì nó mã là X4150 và chuẩn bị có X2200. Đó. 1500W nhé. Theo hãng thì nó là 1800, nhưng mà theo em đo thì nó được 1600 anh em nhé. 1600. 1600W cây. Ở chế độ 8 ohm, 4 ohm rơi tổng khoảng 2400W. Nói chung là chơi con này thì khỏi phải nghĩ đâu. Không phải nghĩ ngợi gì cả anh em nhé. Rất là chất. Đó. Thì mọi thông tin chi tiết mua hàng thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với hai cái số điện thoại bên góc dưới màn hình giúp em. Mình chỉ có website Thắng Cao Audio.com để đem giao hàng toàn quốc cho anh em nhé. Ok, cảm ơn anh em đã xem video. Chào tất cả anh em. Chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó. Khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký, đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.